Là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực quản lý an toàn, sức khỏe, môi trường, những năm qua, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam không ngừng nâng cao hệ thống quản lý an toàn vệ sinh môi trường, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao các biện pháp khoa học công nghệ gắn liền với công tác an toàn và môi trường để đảm bảo hoạt động một cách an toàn, hiệu quả. Trước hết, Petro Việt Nam yêu cầu tất cả các cán bộ, công nhân viên nhận thức và tuân thủ đầy đủ chính sách an toàn vệ sinh môi trường trong mọi hoạt động của mình. Bên cạnh đó, Petro Việt Nam luôn áp dụng mọi biện pháp thích hợp để loại trừ hoặc giảm thiểu các rủi ro gây tác hại đối với sức khỏe và tính mạng con người, gây thiệt hại tài sản và môi trường. Đồng thời, Petro Việt Nam cam kết bảo đảm các hoạt động, các sản phẩm và các dịch vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên đáp ứng các yêu cầu pháp luật và đạt các chuẩn mực về an toàn vệ sinh môi trường, cung cấp một nguồn lực, hệ thống các quy trình cần thiết để thiết lập và duy trì mức rủi ro thấp nhất có thể về an toàn vệ sinh môi trường. Để giảm thiểu những rủi ro cho người lao động, giảm tác động đến môi trường xung quanh, cùng với việc tiếp tục duy trì, cập nhật hệ thống quản lý an toàn vệ sinh môi trường để đảm bảo tính thống nhất và tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, Petro Việt Nam thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung các văn bản, quy định thuộc hệ thống quản lý an toàn vệ sinh môi trường một cách phù hợp với sự thay đổi quy định pháp luật, yêu cầu của các hệ thống tiêu chuẩn liên quan, cũng như đáp ứng các vấn đề an toàn vệ sinh môi trường phát sinh trong thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.